nó tới đó là cái chịu không có nổi, bức mấy người ngoài Dạ. nói câu nói nó chịu không có nổi. Mấy người đó có mua vé số mình hay là ủng hộ mình cái gì không chú? Nó hồi nó mua nó mua nó kêu mà ê què vô đây bán tao vài vé thôi. Xin kính chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thường Phạm. Thì hôm nay Thường Phạm nhận được một số tiền của cô chú mạnh thường quân để giúp cho vợ chồng chú mà bị tàn tật của quý vị. Để con mời chú đi về phòng trọ của chú á. Dạ. Để gặp cô luôn thì con cũng nhận được số tiền của cô chú mạnh thường quân Dạ. để trao cho gia đình chú á. Dạ. Thì con mời chú về nhà ha. Dạ, cảm ơn dạ. chú Thự. Dạ. Chú sáng giờ chú bán được nhiều rồi? Dạ, cũng được chút ít rồi. Được, hai dạ. số chưa? Dạ, cũng còn ít. Rồi vậy ha. Dạ. Rồi chú lên xe đi, con định cho. Đây là cái đèn ha. Mời chú Thịnh vô nhà. Rồi, con mời chú nha. Dạ. Con chào cô. Em mời có ít chú Thịnh xuống. Trời ơi. Con điện thoại chú cái con hẹn kêu chú ngưng bán chút xíu đi về cái con gặp gia đình chút xíu nữa rồi cái chú đi bán tiếp nữa. Dạ. Nay cũng qua Tết rồi đó thì sức khỏe còn sao, hết bệnh chưa? Bữa nay cô có thể đỡ được một hai phần dạ. rồi đó con. Cô tắt cái quạt giùm con ơi cô. Dạ. Bệnh viện thì cũng mệt. Dạ. Ừ. Chú bảo không nói vậy. Chú cũng bệnh viện đó hả? Bệnh viện. Thì Tết giờ nhà mình có ăn Tết lớn hay gì không? Không. Cũng đi bán tối ngày. Dạ. Tết cái người con trai của cô chú có về thăm cô chú không? Không có về, nó điện nó nói mẹ ơi thông cảm đi mẹ nghèo quá. Con ngồi xích quá. Ra đây đợi đi cô. Dạ. Nghèo quá không có tiền xe về. Không có về luôn hả? Không đi. Có tiền xe để về thăm mẹ luôn đó. Như bằng người ta cách ly á, cái gì không được. Cái này thì nó nói mình sẽ em nghe vậy. Nhưng mà có gửi tiền về cho cô chú không? Không có không. Tiền về xe rồi sao cho? Nói vậy đó. Không buồn, không chắc con, tại con mình nghèo cho mình chắc được. Nhưng mà có con dâu chưa? Con chú có dâu chưa? Thì nó nói là thấy tụi nó ở nhau, nó nói là có được nhưng mà không có tiền đám cưới luôn mừng. À nhưng mà ở nhau rồi mà chưa cưới hả? À? Có cháu chưa? Chưa. Dạ. Rồi con dâu coi như là tạm gọi là con dâu đấy ha. Vậy thì nhưng nó... mà con dâu có điện về hỏi thăm cô chú chứ gì không? Thì nó cũng nói chuyện mà nó làm như nó bỡ còn bỡ ngỡ, nó không dạ. dám nói tiếng là con dâu. Vậy thì con dâu cô chú có xuống đây chơi lần nào chưa? Không. Chưa biết luôn hả? Cái người anh mà đi ra Xà Lan mà lúc trước mà nhìn chú ở ở ở nhà đó, có đợi điện gì hỏi thăm chú không? Sao? Hỏi thăm là ở đây khỏe không ấy, có hai chồng chú Thuận ở đâu á, lại giúp đỡ hai chồng em được hai lần rồi, cũng mừng. Em cũng mừng. Dạ. Cái nói vậy hả? Mà biết ở đâu không? Nói không biết ở đâu mà ra có chuyện gì trở lại đó, ra giúp đỡ bị mấy người ở bển á cho tiền hỗ trợ cái chú Thịnh đưa, chú Thịnh cho lại vậy đó. Dạ. Cái giúp đỡ hai lần rồi. Ông mừng quá cho mừng luôn. Dạ. Thì ông nói trời ơi, họ phải gặp phải cưng ơi. Ông nói vậy đó. Rồi mấy hôm nay là chú đi bán rồi có bị giật vé số nữa không? Dạ không. Cũng có bị nhờ số tiền chú nhé. Xe dạ. nó xe này đó, là nó chết máy hoài à. Dạ. Nhờ chú giao chú tiền đó cái đầu đi sửa cũng chạy cũng hơi ngon ngon rồi đó. À, ổn rồi ha. Ổn rồi đó. Mấy người mà nói chú què này què nọ đó thì bây dạ. giờ người ta còn nói nữa không chú? cũng còn nói mà giờ cũng đỡ phần nào dữ lắm rồi. Cái đi ngang cái người ta không dám khi dễ, cũng có người sát bên đã nói đó. Dạ. Mày chưa chắc gì mày lành lặn như người ta đi buôn bán như vậy. À, có nghĩa là cái người đó bị nói lại. À, người đó cũng bị nói lại rồi đó. Dạ. Cái đâu đừng khi dễ người ta cũng buôn bán được. Còn hơn nguyên vẹn mà còn giả dạng đi xin nữa kìa. Đó thấy chưa? Chú cứ mình coi như là mình tàn tật thiệt nhưng mà mình
mình thật lòng thật dạ thì đi đến đâu cô chú ai cũng thương mình, bà con ai cũng thương mình cho đó. Bây giờ giờ là chạy ngang nó nhìn nhìn vậy thôi, nó họ không dám kêu ghéo như một lần đó, không kêu què này què nọ nữa. Dạ đó thấy cái mình thấy là chắc nó hiểu biết. Dạ mình thấy nó vậy đó, chắc nó hiểu biết cũng có người nói. Dạ cũng đỡ đó. Buồn hả chú. Dạ. Rồi đỡ tuổi. Dạ. Nói tuổi lắm. Nói tới nó xúc động tức cái dạ. Tới về cái tức nói không được nữa. Rồi cố gắng lên ha chú. Chú cũng đỡ buồn đi, tại vì những cái clip mà nói về chú mà như vậy đó, con sẵn sàng con đăng lên là cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả đó rất là thương chú, tội nghiệp chú. Chú người gì vậy mà chú đi tới đi lui người ta nói như vậy đó, ai cũng thương chú hết trơn. Hiện tại bây giờ thì con tới đây con trực tiếp, chú cũng nói ở người đó nói như vậy rồi đâu bị bà con gần gần đó cũng thương chú, đỡ lại chú hết, là ai cũng thương chú hết trơn, chú đừng có buồn ha. Cũng người cũng nhờ ăn ủi, cũng nhờ ăn ủi người ngoài. Nhưng mà họ xúc phạm tới ngay cái điểm yếu, cái nỗi đau của mình thì mình buồn chút xíu hả chú. Dạ cố gắng lên chú. Không sao đâu, ai cũng thương chú nha. Cố gắng dạ. Những người lớn nó tới đó là cái chịu không có nổi, bức mấy người ngoài dạ. Nói nó chịu không có nổi. Mấy người đó có mua với số mình hay là ủng hộ mình cái gì không chú? Nó mua nó kêu ê què vô đây bán tao vài vé thôi. Bữa nó kêu rồi đó, cứt đứt mình nói không được nó. Thông qua cái lời chú nãy giờ thì nếu mà cô chú anh chị mà thấy chú mà thấy thương á thì có giúp đỡ á, thì đừng có chọc chú, tội nghiệp chú. Chú tại vì chú là người què thiệt nhưng mà chọc như vậy thì chú cũng buồn ngay cái nỗi đau của chú. Rồi chú cũng cố gắng lên hả chú. Ai cũng thương chú hết trơn á. Tại vì clip con đăng lên đó là cô chú khán giả là bình luận nhìn chú với vợ chú, ai cũng người nào cũng có tật hết trơn mà biết thương yêu với nhau, biết chăm sóc lẫn nhau, rồi biết lo làm ăn nữa. Thì gần cái nhà này là cái nhà chú ở trọ, quý vị, chú không có nhà. Chú kính thưa quý vị thì đây là một cái căn trọ mà cô chú ở. Là lý do tại sao mà cô chú ở trọ là cô chú có một cái người con rồi mang bệnh, rồi cô chú không có điều kiện để có tiền để chữa bệnh đó quý vị, phải thành phải bán cái căn nhà để chữa bệnh cho người con ở trọ. Thì Thường Phạm cũng muốn cô đi cô kể cho khán giả biết gì cụ thể hơn đi cô. Cũng như tôi với hai chồng tôi được con đứa con trai, mà con tôi bệnh quá tôi không có tiền lo nổi nên tôi có bán căn nhà hồi 2011 tới giờ để lo cho con trai tôi. Rồi giờ tôi ở nhà trọ, cô bác ơi, vợ chồng cũng khổ lắm cô bác ơi, không có nhà để ở. Dạ. Giờ con trai nó ở xa, nó cũng không có đi về thăm, nó ở tuốt mà Bình Dương, nó không có về thăm được. Dạ. Kính thưa quý vị, Thường Phạm xin đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân như sau. Xin rất chân thành cảm ơn gia đình của Khải Minh ở quận 12 ủng hộ là 3 triệu. Em Linh Nguyễn ở bên Úc ủng hộ là 3 triệu. Tiếp theo là chị Huệ Nguyễn ở bên Mỹ ở thành phố Hiệu Sơn ủng hộ là 100 đô, đổi ra được 2.335.000. Tiếp theo là chị Nhân Phạm ở Mỹ ở thành phố Hiệu Sơn ủng hộ là 200 đô, đổi ra được là 4.670.000. Thường Phạm cộng lại tất cả là 13.005.000. Dạ 13.005.000. Cô chú có nghe con mới vừa đọc không? Dạ nghe dạ. 13 triệu là 26 tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tờ. 13.005.000. Đây là 13.010.000. Rồi, con giao cho cô hay chú? Dạ, giao cho cô ha. Dạ, đây là 13.005.000. Vô cùng.
vô cùng cảm ơn tất cả bà con ở xa giúp đỡ cho vợ chồng con, vô cùng nỗi ơn. Cảm ơn cháu Thịnh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài hỗ trợ cho cháu Thịnh, nhờ cháu Thịnh đem số tiền xuống cho em đi buôn bán để dành dụm nào. Dạ. Dạ. Chú cố gắng lên nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, thân Phạm cũng tiếp lời với gia đình, xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền của gia đình Khải Minh ở quận 12, em Linh Nguyễn ở Úc, chị Huệ Nguyễn ở Mỹ ở thành phố Hiệu Sơn, chị Nhân Phạm ở Mỹ ở thành phố Hiệu Sơn rất là nhiều. Nhờ số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân mà hôm nay giúp đỡ cho vợ chồng của cô chú là người tàn tật có số tiền dành dụm, cũng như là vừa trang trải trong cuộc sống mà có số tiền dành dụm luôn đó quý vị. Xin rất chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều, xin chúc cô chú sức khỏe rất là nhiều. Chứ ở ngoài mấy phòng trọ đó không có số tiền thôi nghỉ Tết rồi ăn Tết gì ta. Người ta kêu vậy hả? Ở vòng vòng đây người ta biết con tới đây cho tiền chú không? Biết chứ. Dạ hả? Chú, cô chú cẩn thận nha, đừng ở đây bảo quản tốt không? Nhân linh tốt không? Dạ, tốt, tốt. Tối phát cửa trên à, không ai mà vô được. Có chút tiền ăn tích lớn đi, nói tôi cũng được, tiền đâu phải thấy vậy mà ăn lớn được. Để dành hậu thân bệnh hoạn, những lúc bán buôn không được, xe cộ hư rồi ở đâu có, đâu phải cô chú đến hoài đâu, nói vậy đó. Nhưng mà cô quản lý tiền là chú thấy sao? Cô quản lý tiền thì chắc ăn hơn, để nhà chắc ăn hơn, đem theo cái gũi gò gì cái chết à. Dạ, có kỹ hay không? Dạ, dạ. Chú cố gắng lên ha, thì con mời chú còn đi bán vé số nữa quý vị. Dạ. Thì Thượng Phạm xuống dưới Vĩnh Long với trà Vinh giúp đỡ bà con nghèo cũng khá là nhiều. Thượng Phạm cũng tiết kiệm thời gian. Thì trước khi khép video lại thì Thượng Phạm xin được nhắc một lần nữa, xin gửi lời chân thành cảm ơn tới gia đình của Khải Minh ở quận 12, em Linh Nguyễn ở Úc, chị Huệ Nguyễn ở Mỹ ở thành phố Hiệu Sơn và chị Nhân Phạm ở thành phố Hiệu Sơn. Rất chân thành cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân trước giờ đã giúp đỡ cho vợ chồng của chú có số tiền trang trải trong cuộc sống cũng như là vượt qua khó khăn. Thì Thượng Phạm cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.